Này mà rồi làm cái bài gì là bữa bữa ngày 20 tháng 1 gì? Còn hả? Bài gì? Cây chứ. Bài chết chút gặp gùa đâu. Cây đây là cây của thằng Nam, nếu mà cây chết thì mày cũng ra đi luôn ơi. Nhớ cây ngay chỗ cái cây bàn. À, cây bàn lăng tím. Cây đây là của Ủy ban nhân tỉnh à, tặng cho trường để mà trồng. Mùa xuân là tết trồng cây. Giao cho thằng Nam quản lý cây này. Cây này mà chết thì lương mày ta cũng cắt luôn. Tuột xuống. Tuột. Tuột. Cái thứ kia tuột mau dữ vậy. Tuột. Mới tới đầu gấu liền vậy à. Sao nó cắm cái cây này gì ra nó cột không? Ủa chắc nó bỡ nào quá. Ừ, nhớ 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 lên. Nó bỡ nào quá. Bỡ cái bịch không rồi. Ô nghèo. Đây là anh Thương. Ok. Anh Thương chúng tôi nhận một cái cây để chăm sóc nha chưa? Rồi làm cái bảng. Đóng lên. Còn thờ thiên đại thánh đây. Cây đã làm gì đây? À. Sao nó để là nhìn này bấm quay cái đầu. À, bấm đâu? Bấm quay nó quay lại xuống vậy vậy. Bấm rồi nè, lên xuống nè. Đây dưới thờ thiên đại thánh đây. À. Dắt mấy cây thực bản. Còn cái đâu thế cái đó gì mà. Còn Sơn chọn cái nào? Sơn chọn cái nào đâu? Cái nào mà bể bầu. Trong đây đâu lại hiện giờ nó luôn. Cố gắng lên thằng em. Quay lại cho ngựa sáng rồi. Đi quay lại cho ngựa sáng rồi. Vui lên. Cô lên, đeo dây nhỏ dữ vậy ông. Đeo cô dây thích chỉ mẹ nó rồi, phải dây ấy cái đâu. Tao sợ cái đây đâu, tao nói là phanh ông. Cột được mà, có gì đâu, cột trước cột coi. Cái cậu nó lớn hơn, mà nó cưng ký. Cô đây là tính một phanh nè. Một phanh là 2-5 ngàn gì nè. 2 ngàn. Đấy. Má xe đi ngủ, đi khách cũng lên. Cái mẹ đâu. Đủ một cây một phanh không? Rồi gì, nhiêu đấy đủ chứ gì. Đưa mày một đoạn là đúng được không? Đúng được. Được. Người ta mới đào, nó giữ cái bầu. Không biết thật. Em biết bữa nay mà đang trồng cái thằng chết cái đấy vậy. Lên coi đang trồng mấy chục cái mai rồi sống hết. Cũng coi cái thằng chết. Chơi cái thằng chết đâu. Mày còn đi đào tạo lại năm qua. Mày đâu là thấy cây đâu mày nói em. Nói chơi đi mà 7-8 bầu giờ tụi cuốn nó rồi xỉn rồi tí lên tí xuống mà rất mệt mỏi. Nghe Nam nói đi được. Thì, thì ôi tay trái không? Hả? Thì ôi tay trái không? Dạ nào có tay trái không? Mày ngồi điện cho thằng Nhơn coi thử nha, nó làm mồi. Nhơn tay trái. Cái này mới gọi rồi. Không phải gọi rồi. Nhiều thôi. Giờ phải tiến công tới nhà thôi chứ chơi sao. Đúng không có, xưa này tao cũng biết. Không biết chặt kia giữ vậy, nghĩa là nó hụt sao không? Rồi mấy cây dài dài, trong cây bằng lên ngang. Đến từ rồi chặt chứ. Thôi vậy, rồi lấy cuối, lấy cái gì rồi, nó nấu đậu ấy. Ý là mày nói coi ông canh thủ chặt kiếm chút cái mày không mày? Chút á. Công tin người ta chặt người dân được giác chứ rồi mọi cũng chết đấy mà mình đấy không? Đấy cục cục đấy. Cục đâu mà cỡ đấy này như thế này chưa chứ hò. Chứ còn mà nếu mà nó cao thì nó có dựng đâu.
Nhưng mà mấy cái thằng Lanh cái này cho ông Nhung bảo ông cột bên dưới đây nè. À, hôm bữa tao cái cây kia là thằng Nam giục ra tao đi lấy vô lại chứ. Tao mày chứ. Mày giục ra tao chạy vô ấy. Cứ nói cây công cây thằng khác. Thôi thôi thôi. Mày ngồi đi nữa không ai nói mày câm đâu. Không được nó vững. Nó thấp lên nó vững chúi giữ dưới đây. Dưới đây nó phát phơ như nó đẹp. Có chưa? Bé đâu? Đáng lẽ là dạy rồi ạ. Thế là mấy chuyện gần giao sư không giấy không xin phép nghĩ sao không? Ai biết đó là em uống bình thường mà đi mau. Thế nó tập bệnh xin phép em nghĩ nghe mà được đâu. Mới với ngươi coi. Nó nhớ câu chuyện là em uống bình thường. À. Nhưng mà gì huyết áp cao, tim đập mạnh rồi gì đấy. Ông bài, ông gì? Ông tâm sự là hết mức lắm mà. Chưa ai hỏi thăm ổng á, sao ổng tưởng tư tưởng. Thôi chạy nó không? Chạy thì nó chạy mẹ đi, cho nó còn lón đi. Bệnh lúc bệnh như nào ạ? Ừ. Chắc là nhập viện đầu năm rồi, gì có nhưng tôi có một cách này. Chúng mày chọc. Tôi đang giết quá. Cái cây đây kêu lên thầy ơi, cái cây nó yếu á. Cái cây bằng lăng nó yếu á. Đâu. Sớm nghỉ sớm. Hai cây hơn, còn 8 cây hơn.
sao đâu hơn cái đây là cây bằng lăng cây sao đấy bảo là mạnh gốm không ui ôi cái hai màu luôn em cái trò bỏ con nó bỡ bậu á lên được lên đi tao đâu mà quay đi. Cái phong dụng nó về cái cầu rồi kia. Cái sao lỗ đâu rồi trồng được có vẻ chưa thấy em không? Còn hai cái lên nè. Đây. Cái này cũng cái nó chùng nó xử lý cho em. Đâu. Không đừng có bật thầy nữa là đấu bữa đó tính toán vào làm rồi em bữa đây đừng có bé chưa ra rồi em để sách phụ ảnh yếu lắm bên đây thôi. Ba đang đập ngoài kia. Ừ. Chứ em là đâu đã học qua đào tạo qua thanh nhạc cái đâu phải là đào tạo để đi làm đây đâu em. Ừ. Anh nói đúng vậy không thầy Duy? Đúng ạ. Được cái nó chờ rong lên nó tiếp tục chứ. Ở đâu anh không? Sau gì nó gặp nó nấu không.
Một cây sao sáng, hai cây sáng sao. Im đi. Mình không rảnh sơ dám sánh đại dương được. Mày với ai? Người ta tới chúc Tết em chứ không phải lại mời. Vậy hả? À. Đi rồi tới chúc Tết em hả? Tới chúc Tết không? Sợ anh em vậy chứ. Không như anh đâu. Em tới nhà anh nói không tới nhà em đi chơi mà. Đúng hả? Chụp ngô nào mới tới. Chụp ngô nào mới tới. Chụp ngô nào tới. Đồ hôm qua chụp ngô nào tới. Nhà anh kiểu anh ơi. Đi nhờ. Đâu? Tiếp tục. Đi. Tiếp tục. Lên nha. Nghe chín luôn nha.